Đó. Con này cũng vậy, nó chua chua. Em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food Con Mập nha. Hôm nay Mập ăn bún này cả nhà, kẹp với lại thịt luộc, lỗ tai heo với lại mắm, mắm cá cơm với lại mắm tôm cả nhà, tôm chua rồi cà pháo nữa nè. Nói chung hôm nay ăn chơi chơi nha cả nhà, và mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Hôm nay uống trà đá. Bún ở đây nè cả nhà, và ở đây một có rau sống nè đó. Thay vì cái này nè, mình cuốn với lại bánh tráng nó cũng ngon nữa cả nhà. Hoặc là mình lấy cái mắm nêm nè, mình pha ra mình chấm giống bữa mà ăn cuốn bánh tráng đó cũng ngon nữa. Cái này nè thì Mập giới thiệu một cái nữa. Nói chung á, Mập nói trước nha, cái clip này Mập không có quảng cáo, Mập không có nhận tiền bất cứ ở của ai mà nhờ mà quảng cáo hết nha cả nhà. Tại vì Mập còn nhỏ nhoi lắm đó. Thì nói chung ai nghĩ Mập quảng cáo thì tội gán chịu. Nó chơi thôi cả nhà. Thì cái này nè, cái tôm chua này nè cả nhà đó. Thì mấy mấy cái này là Mập mua, không phải Mập mua nữa mà là của cái anh chủ của Sông Hương Food này nè. Anh tặng cho Mập đó, anh tặng cho Mập mấy cái loại này còn ở trong nữa, anh tặng nhiều lắm. Thì cái tôm chua này nè, nó là Mập mua cái này nè. Nói chung mấy cái hàng này nè ở siêu thị rồi Điện Máy Xanh, ủa quên, siêu thị rồi Bách Hóa Xanh đó nha, rồi Vin Vinmart rồi đó, chỗ nào cũng có bán hết trơn á đó. Còn cái cà pháo này cả nhà đó, cà pháo này không của Sông Hương Food đó, Mập không có nhận tiền quảng cáo cả nhà. Cái này Mập chỉ giới thiệu cả nhà, ở nhà mua ăn thôi, thấy Mập thấy ngon. Còn mắm cá cơm mà nguyên con nè đó, thấy không, cái này Mập không biết giá luôn mà không cập nhật giá được, tại vì Mập được tặng. Còn cái lỗ tai heo này cả nhà, cái này thì theo như Mập biết là mới mới có đó, mới sản phẩm này mới nó. Mập lấy nửa hũ, nửa hũ còn nhiêu đây nữa cả nhà, mà được nhiêu đây á, cả nhà thấy nhiều không. Còn thịt luộc thì made in Thằng Mập Food ở nhà cả nhà đó, còn nhiêu đó là ảnh tặng đó. Rồi bây giờ Mập sẽ mời cả nhà ăn với Mập nha. Cái này thì Mập không có chấm gì hết, tại vì có cái này với cái này nè, nó cũng hơi mặn mặn rồi, mà kẹp vô mà ăn thôi, để mà ăn nửa miếng. Cái này thì nó chua chua, cái này nó cũng chua chua cả nhà. Thôi Mập dẹp cái này vô đi. Ảnh là một thương hiệu lớn mà mình đâu có quảng cáo cho người ta được nó, mà Mập kẹp với thịt luộc nè cả nhà. Thay vì ăn mình cuốn bánh tráng, nhưng mà không cuốn bánh tráng, bữa mà cuốn rồi, hôm nay ăn bún gì thôi, chơi chơi gì thôi. Lỗ tai heo nữa nha, lỗ tai heo ngâm giấm. Nó chua chua, nó giòn sật sật đó nha, đặc biệt không bị hôi nha. Còn tôm chua nè, có gừng nữa. Gừng Thái Ghiền nữa.
Thơm lắm. Ăn với bún rồi. Cà pháo nữa nè. Đòn. Đẹp như thế này. Nhà hấp dẫn không? Con cái cơm này nó mặn mặn, nó chua chua chứ không phải là nó mặn chát hơn cả nhà đó. Con này cũng vậy, nó chua chua. Lá sâu à, kẹp với mắm cái cơm. Đọc nghĩ chắc là ngủ tầm vài chục thôi cả nhà. Có cái tôm chua này nó hơi cao giá. Lỡ là heo ăn ngon. Giòn. Chua chua. Đẹp như vậy không? Nó chắc là nguyên con đó nha. Thôi bạn lấy thêm được ta heo. Chở đầu đũa đó nha. Để mình còn sử dụng sau mình nó không bị lên cái men á, cái đồ đũa mà mình ăn là nó có cái này cái kia ở chậm á, hoặc là cả nhà có thể dùng cái đồ đũa khác. Còn được mấy miếng thôi, chừa làm thuốc. Lỗ tai chua chua một cái hợp thích em cái thương hiệu của Sông Hương Phút này nè cả nhà, là nó làm rất là giống cái gì ở nhà mình làm luôn, như lỗ tai heo nè, y chang nhà mình ngâm luôn á.
này nè, nó ngọt ngọt. Tại vì cái nước ngâm nó giống như nước mắm làm á. Thịt luộc á thì làm mập mua thịt ba chỉ, thịt luộc mà kẹp với mấy này ăn thôi bá tiếc. Nãy á mập tưởng cái này không ngon, mập mới luộc thêm thịt đó cả nhà, ai về cái này ngon không tưởng, chua chua giòn giòn. Sắp nò đó cả nhà.
quá là phê. Sẽ thử hết mấy này luôn. Nó bỏ là bỏ luôn đó cả nhà. Không có để vô keo là được. Theo mình nghĩ á, cái cà pháo này nó hơi ngọt. Tại vì do nó có nước mắm ngâm á. Khẩu vị của mập á thì là mập không có tâm đắc với cà pháo này cho lắm. Có loại cà pháo mà cũng của Sông Hương luôn á, mà cà pháo mà ngâm ở nhà không có cái nước giống vậy nè, đâu rồi nè, không có nước nè, cả nhà thấy không, cái nước ngâm của nó kẹo luôn á, bởi vì nó ngọt. Còn cà pháo kia là chỉ có cà pháo ngâm trong cái nước giấm thôi, nên cả nhà có thể mua cái đó về cả nhà chấm với lại mắm tôm á, cũng như cái nách đó. Thì hôm nay Mập nhắc lại là Mập không có quảng cáo nha đó. Ai mà nghĩ Mập quảng cáo thì tội gián chịu. Mập nói trước, mà nói chung thì làm cái nghề này mà phải chịu sự hiểu lầm cả nhà. Nhiều khi anh em chơi với nhau, giới thiệu sản phẩm cho nhau á, cái nghĩa của mình quảng cáo, mà thật sự thì ở ngoài nói chung những mối quan hệ ngoài luồng á nha, nó còn nhiều cái yếu tố nữa, chứ không phải là mình quảng cáo cho người ta rồi. Nói chung thì quảng cáo ăn tiền thì nó đã nó giống như là quá dễ rồi. Còn ví dụ như bây giờ anh tặng đồ mình ăn quá trời thì phải có qua có lợi, thì bây giờ mình phải giới thiệu lại cái sản phẩm cho ảnh. Nhiều khi anh bán không được nhiều thì anh cũng phải có doanh thu để anh tặng đồ cho mình nữa nha. Giống như là anh lấy lại cái doanh thu của cái đồ mà anh đã tặng cho mình, thì giống như là Mập nghĩ là có qua có lại thôi. Chứ quảng cáo gì, người ta thương hiệu người ta lớn mà. Thì nói chung Mập làm cũng một hai clip gì là Mập cũng nói về cái thương hiệu mà mắm này nè. Tại Mập ăn hay ăn mắm lắm, mà Mập gặp chúng ảnh là Mập mê cả nhà. Đó thì hôm nay Mập ăn no quá cả nhà. Đó, hôm nay Mập ăn cái gì đây? Bún. Bún với lại thịt luộc nè, tai heo nè, cà pháo nè, rồi tôm chua nè, mắm cá cơm chua này cả nhà. Nói chung thì ăn chơi chơi mà no thiệt chứ cả nhà. Xuất sắc nha. Đó thì cả nhà có thấy Mập ăn cái món ăn hôm nay nè, cả nhà có muốn góp ý gì với Mập, rồi cả nhà muốn xây dựng kênh của Mập thế nào, thì cả nhà muốn muốn gì thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập đọc, Mập biết, Mập chiết lọc, Mập hoàn thiện hơn vào những clip sau cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, hấp dẫn nè, nó trình bày đẹp mắt hay gì đó, thì cả nhà cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh mà vô tình xem được cái clip này mà thấy Mập ăn hấp dẫn nè, thấy kênh hay nè, đáng để đăng ký thì đăng ký ủng hộ Mập nha. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký để mai mốt mà YouTube Mập có ra clip ở YouTube sẽ thông báo với điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đang xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.